Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Phong Thủy Bạch Dương. Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh phía bên dưới và bấm vào tín hiệu chuông để cập nhật những video mới nhất về tử vi và phong thủy nhé. Tính cách, sự nghiệp tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. Tuổi Tuất là những người sống ngay thẳng, thật thà và tốt bụng. Họ không bao giờ vì tiền tài, vật chất, địa vị mà đánh mất đi giá trị, phẩm chất của con người mình. Dù làm việc gì, tuổi Tuất cũng nghĩ cho lợi ích của cộng đồng, tập thể. Những người này sống rất cẩn thận, ít khi đặt quá nhiều niềm tin vào bất kỳ ai. Họ kiên định, có lập trường và quan điểm của riêng mình, không dễ gì bị người khác thuyết phục. Điều đó đôi khi khiến tuổi Tuất trở thành một con người bảo thủ, trì trệ. Ngay từ khi còn nhỏ, tuổi Tuất đã có nhiều mơ ước, hoài bão và dự định cho tương lai. Họ sớm trưởng thành và rời ra vòng tay cha mẹ, tự lập với cuộc sống của chính mình. So với những con giáp khác, người tuổi Tuất trưởng thành sớm hơn, suy nghĩ già dặn hơn. Có lẽ đối với họ không có gì quan trọng bằng danh dự và những phẩm chất đáng quý của con người. Bởi vậy, tuổi Tuất khi được giao công việc, nhiệm vụ nào đó, họ sẽ cố gắng làm hết khả năng của mình. Nam giới tuổi Tuất nổi tiếng thông minh sắc sảo, có khả năng xử lý những tình huống khẩn cấp, bất ngờ. Họ phân biệt được rõ đúng sai, biết điều gì mình nên và không nên làm. Những ước mơ, hoài bão luôn tồn tại trong con người họ như một ngọn lửa âm ỉ. Chỉ cần tìm thấy những thời cơ thuận lợi, ngọn lửa ấy sẽ bùng cháy mãnh liệt. Phụ nữ tuổi Canh Tuất thường là những người nhanh nhẹn, hoạt bát và năng động. Họ thích tham gia những hoạt động tập thể, trở thành tình nguyện viên, giúp đỡ người gặp khó khăn. Những cô nàng này thường rất coi trọng về bề ngoài. Bạn sẽ không bao giờ thấy họ ra khỏi nhà trong một bộ dạng luộm thuộm, xấu xí. Họ là những người giỏi giao tiếp. Vì vậy, phụ nữ tuổi Canh Tuất có nhiều bạn bè yêu quý, tin tưởng. Người tuổi Canh Tuất có cuộc đời khá mạnh mẽ, về tiền tài càng về sau càng làm ăn phát triển, thịnh vượng. Vốn là những người thông minh, hiểu thiên cơ, lại được trang bị kiến thức nên trong hoàn cảnh nào họ cũng làm ra tiền bạc và hoàn thành công việc được giao một cách xuất sắc. Đối với người tuổi Tuất, làm nghề kinh doanh, buôn bán, tuy bận rộn, lo toan, vất vả, song lộc đến khá lớn. Trong đầu tư kinh doanh phải kiên trì, tích lũy, tích tiểu thành đại mới thành công. Về điền sản, người tuổi Canh Tuất nhờ tích lũy mà sẽ có nhà cửa khang trang. Có người nhờ gia sản tổ tiên để lại, có người nhờ chồng con mà có. Cuộc đời của những người tuổi Canh Tuất cũng gặp nhiều gian truân khổ ải mới thành đạt. Người tuổi Canh Tuất có đặc điểm tâm lý rất thích đi rong chơi du lịch đó đây và những chuyến viễn du như thế họ rất thỏa thích. Sự trung thành, nhiệt tình của tuổi Canh Tuất luôn được đề cao và đáng trân trọng. Người khác hoàn toàn có thể tin tưởng bổ nhiệm họ vào những vị trí quan trọng mà không lo sợ bị phản bội, lừa gạt. Khi nhận một trọng trách nào đó, tuổi Canh Tuất cố gắng hoàn thành tốt nhất để khiến người khác hài lòng về mình. Với sự thông minh, hoạt bát và biết sâu, hiểu rộng, tuổi Canh Tuất phù hợp với nhiều công việc, ngành nghề trong lĩnh vực của cuộc sống. Họ có thể trở thành một kỹ sư tài ba, nhà nghiên cứu khoa học hay một chuyên viên sửa chữa máy móc, vân vân. Từ thuở nhỏ, tuổi Canh Tuất đã trải qua nhiều khó khăn, gian khổ. Vì vậy, họ hiểu được mục tiêu trong cuộc sống của mình và luôn có ý chí cố gắng phấn đấu. Những người này giỏi kiếm tiền và ít khi chi tiêu quá hoang phí. Tuy nhiên, do lòng nhân hậu và tin người, tuổi Canh Tuất dễ bị kẻ xấu lợi dụng về tài chính. Có nhiều quan niệm cho rằng tuổi Canh Tuất sinh vào ban ngày sẽ có cuộc sống thuận lợi, sung sướng hơn những người sinh vào ban đêm. Mặc dù vậy, sự cố gắng, phấn đấu và nỗ lực của mỗi cá nhân mới là yếu tố quan trọng quyết định lên vận mệnh của mỗi người. Nếu có ý chí quyết tâm, kiên cường vượt qua khó khăn thì sớm muộn tuổi Canh Tuất cũng sẽ đạt được thành công trong cuộc sống.